Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ sofa văn khá là đặc biệt của thương hiệu Chaturdac Italia, thuộc top thương hiệu sofa lớn thứ hai châu Âu. Đây là bộ sofa văn ba có tên là Avenue, da thật hoàn toàn phần 100%. Trên web kiến trúc.com có tất cả các thông tin của bộ sofa này. Thì trên thị trường hiện nay mình thấy cũng khó có thể tìm được một bộ sofa văn có kích thước lớn bề thế như bộ này. Thì được thiết kế kiểu dáng khá là lạ, bề thế và sang trọng đẳng cấp. Mình được biết thì đây cũng chính là bộ sofa chủ đạo đặc biệt của hãng, là bộ được ưa chuộng và bán chạy nhất tại Kenley. Nên bây giờ mình sẽ đến trải nghiệm thực tế và review cho mọi người cùng xem điều gì đã khiến bộ sofa này lại đặc biệt như vậy nhé. Dạ chào anh, hôm nay kiến trúc.com đến Kenley để tìm hiểu về bộ sofa Avenue. Thì nhờ anh giới thiệu cho em cũng như mọi người có thể biết được cái đặc điểm nổi bật của chiếc sofa này nhé. Cái bộ sofa này là bộ sofa tên là Avenue, thuộc tập đoàn Chaturdac, top 1 của châu Âu. Bộ này thì được đạt giải thiết kế về triển lãm Milan nội thất Ý năm 2018 là bộ sofa thiết kế đẹp nhất. Thì cái bộ sofa này được bọc toàn thân là da bò Italia, cấp da là cấp CT6, tức là cấp 6, là cấp mà gần như là cao cấp nhất trên thị trường sofa da bò thế giới hiện tại. Thì bộ đồ này đặc điểm của nó rất là dùng những cái da bò, những cái con bò mà thuộc ở vùng Bắc Mỹ như là Argentina, Chile, Brazil đồ. Thì những cái con bò này nó có những cái ưu điểm là bò da nó to, khỏe, chắc. Thì mình dùng những cái da bò đó để mình bọc cái sofa này, nó khác hẳn với những cái da bò của châu Á. Và đặc biệt là cái sofa này, da bò của nó sẽ là cái dạng như là da trơn chứ không phải là da dập vân. Và nó có thêm một cái ưu điểm của nó là nó có những cái phần da thừa lộ ra theo cái kiểu này, giống như kết hợp giữa hiện đại với kiểu vintage một chút đó. Thì ưu điểm của những cái bộ này nó tức là khi mà những cái đối với dòng da mà cấp nó cao nhất đi thì em ngồi cái thời gian sử dụng nó rất là lâu, em ngồi càng lâu thì da nó lại càng đẹp. Và một số nếu mà gọi là da bò tự nhiên thì một số sofa đó, tức là về màu sắc thì nó sẽ vẫn giống nhau, nhưng mà có những cái đường nhăn hay là những cái vết sẹo thì người ta nhìn nó, người ta tưởng nó là những cái vết lõi, nhưng thật ra nó là những cái vết sẹo tự nhiên của da bò. Thì nó sẽ mang cái kiểu là đúng kiểu da bò tự nhiên chứ không phải là chỉ mà da bò đã xử lý quá nhiều. Thì cái bộ sofa này nó sẽ là nó kết hợp giữa từng module, tức là module mình có thể chép kéo dài. Còn kích thước tối thiểu của nó sẽ là 3m88, nhưng mà có một cái nếu mà khách mà muốn mà ghép vô thành kích thước nhỏ hơn thì mình sẽ bỏ cái module giữa ra, mình ghép hai module ở hai đầu lại với nhau thì kích thước nó sẽ là 2m8. Và cái bộ này nó sẽ kết hợp chung với nó là một cái đôn, nữa. Thì bộ này nó set up là văn 3 hoặc là văn 4, văn 2 kết hợp với những cái đôn và hai cái ghế armchair. Thì nhưng mà tùy theo không gian nhà thì mình có thể kết hợp với đôn hoặc là kết hợp với armchair hoặc là kết hợp full set, nhu cầu sử dụng có thể di chuyển lại. Thì cái bộ này đi với cái bộ sofa này là đây là một trong những cái mà set đẹp nhất ở showroom Kenley. Bộ này được sản xuất hay nhập khẩu từ đâu vậy ạ? Đối với dòng da mà CT6 thì cái bộ này sẽ nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy tại Italia, là bên Anh sẽ nhập nguyên đa nguyên kiện. Và điều đặc biệt là bên Anh phân phối trực tiếp và độc quyền ở Việt Nam. Còn về cái phần mút á, mút thì cái bộ này nó sẽ kết cấu là một miếng mút lớn 5 tầng, tức là tầng ở trên là tầng nệm êm và tầng dưới cùng sẽ là tầng chịu lực. Và xung quanh sofa sẽ là khung gỗ nhập khẩu từ của Thụy Điển. Dài hoặc là một đối với sofa này thì nó sẽ không bọc lông vũ luôn. Tức liền là nó tạo ra cái độ êm vừa phải. Giờ mình sẽ quay cận vào cho mọi người có thể nhìn được những đường nét vân của da tự nhiên, rất mềm mại dễ chịu. Phần ngồi thì êm ái. Và khi mình ngồi thử thì phần chiều sâu văn ngồi khá là rộng và thoải mái. Mình thấy mẫu văn ba này khá là phù hợp cho các không gian phòng khách rộng của các biệt thự, khẳng định được đẳng cấp và thể hiện phong cách sống của chủ nhà. Vậy là mình đã trải nghiệm thử bộ sofa Avenue. Nếu các bạn cần một bộ sofa như vậy cho nhà của mình thì hãy liên hệ nhé. Mọi thông tin sản phẩm sẽ có trên webshop kiến trúc.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.